Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mật In Thành Đạt. Đây là một trong những chiếc máy in phun 6 màu rẻ nhất mà các bạn có thể tìm thấy được trên thị trường tại thời điểm hiện nay, và là một sản phẩm đến từ nhà Epson, Epson L8050. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là với mức giá hời như vậy thì nó có thể làm được những gì, mang lại được giá trị như thế nào cho chúng ta, thì mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Nếu các bạn đã quan tâm tới Epson L8050 hay bất kỳ sản phẩm máy in nào khác thì đều có thể tìm hiểu tại Mật In Thành Đạt thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên về thiết kế thì nhìn vào các bạn cũng có thể thấy đây là một con máy hết sức nhỏ gọn. Tất cả những chi tiết đều được tinh gọn hết mức có thể để tiết kiệm tối đa diện tích. Với con máy như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể đặt được ngay trên bàn làm việc của chúng ta. Rất là gọn, rất là nhỏ, rất là tiện lợi luôn. Và trọng lượng của nó cũng chỉ đâu đó tầm khoảng 6kg thôi đây. Các bạn có thể nhìn thấy mình bưng rất là dễ dàng. Đó, nên là mọi người cũng có thể dễ dàng bưng đi bưng lại, di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, hoặc là đem đi vệ sinh một cách cực kỳ nhanh chóng. Ở phía trước này như các bạn thấy là hộp mực 6 màu và có thiết kế vô cùng thông minh, để mọi người có thể dễ dàng thay mực tại nhà, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng, lại vô cùng chính xác và đơn giản. Vì thiết kế nhỏ gọn như thế này cộng thêm hộp mực 6 màu nữa nên là số trang in được của nó sẽ ít hơn một chút so với những chiếc máy có hộp mực 4 màu. Nhưng mà mình nghĩ 3.600 trang trắng đen cộng với lại 2.100 trang in màu là một con số không hề nhỏ để các bạn có thể sử dụng được trong một thời gian dài. Ở phía trước này thì các bạn sẽ có một vài nút điều khiển cơ bản. Ở phía dưới thì sẽ là khay lấy giấy ra. Khi in xong thì giấy sẽ chạy xuống dưới này. Còn ở bên trên thì là khay nạp giấy với kích thước chứa được khoảng 100 tờ giấy A4 bình thường. Epson L8050 được nâng cấp về tốc độ so với thế hệ trước, có thể in được 8 trang trong 1 phút, kể cả là trắng đen hay in màu. Đây là một tốc độ thực sự nhanh và ấn tượng đối với một dòng máy giá rẻ và nhỏ gọn như thế này. Không chỉ tốc độ mà chất lượng bản in cũng là điểm mạnh của Epson L8050 khi cho ra được độ phân giải lên tới là 5760x1440 dpi. Mình có thể khẳng định đây là cái chất lượng cao nhất trong tầm giá này mà các bạn có thể tìm được trên tất cả những dòng máy in bây giờ. Độ sắc nét tuyệt vời này cộng thêm sự kết hợp của hộp mực 6 màu nữa mang lại những hình ảnh có chi tiết cao, màu sắc chính xác, rực rỡ và cực kỳ đẹp mắt. Nếu như mọi người đã từng coi một vài những video mình làm về những chiếc máy in 4 màu tới từ nhà Epson thì các bạn cũng biết là cái chất lượng bản in nó đẹp như thế nào rồi. Trong khi đó thì cái hộp mực 6 màu này cho ra được những cái bản in có giải màu rộng hơn này, sắc độ rõ ràng hơn, chi tiết màu sắc, pha trộn màu sắc nó cũng chính xác hơn. Thêm một điều tiện lợi nữa là Epson L8050 không chỉ có thể kết nối bằng dây mà các bạn còn có thể kết nối bằng Wi-Fi để điều khiển từ xa, thậm chí là các bạn có thể tải app trên điện thoại và điều khiển in trực tiếp từ điện thoại của chúng ta luôn. Tổng kết lại thì các bạn cũng thấy là Epson L8050 quá ngon trong tầm giá này, nên là nếu ai đang tìm một chiếc máy in màu đẹp, chất lượng cao, giá rẻ thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Các bạn nghĩ sao về Epson L8050? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Mật In Thành Đạt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.